Nhân nhân cha và con và thánh thần Amen Lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ Lạy ơn Đức Mẹ Xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con Được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ Cho họ được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm Cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên cho được những phép ân tứ hội thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự tương khó đức mẹ phần thứ nhất ông thánh simeon nói tiên tri cùng đức mẹ khi ông thánh simeon ẩm kính đức chúa giêsu thì nói cùng đức mẹ rằng con đức mẹ ngày sau nên như bi bắn, cùng như giao sắc thâu qua lòng đức mẹ đức mẹ nghe lời làm vậy thì chọn đời những nhớ liên và lo buồn đau đớn như phải giao sắc thâu qua lòng vậy khi ngắm xin đức mẹ cầu thì nguyện một kinh lạy cha một kinh kính mừng một kinh sáng danh xin đức mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó đức chúa giêsu như đức mẹ thổ xưa amen lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha trị đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen kính mừng maria đầy ân phúc đức chúa trời ở cùng bà bà có phước lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phước lạ thánh maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay vào trong giờ lâm tử amen sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ hai, Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang Đức Egypto. Khi Thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng Vua Herode đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem con sang Đức Egypto mà thương con còn non nớt mới sinh và lo buồn đau đớn như phải giao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm thì xin đức mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước kém dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen kính mừng Maria đề ơn phước đức Chúa trời ở cùng bà bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử amen sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ ba, Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm người ba ngày. Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thánh Giêsu Seram mà khi về lạc mất con, thì Đức Mẹ những tức thâu đêm than thở khóc lóc và lo buồn đau đớn như phải do sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngẫm, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàn tội lỗi mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen kính mừng maria đầy ơn phước đức chúa trời ở cùng bà bà có phước lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phước lạ thánh maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử amen sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ 4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá. Khi Đức Mẹ theo con khi đi chịu chết thì thấy con vác thánh giá trên núi Cavrao nhiều lần. Ngã xuống đất mà quân giữ đạp dậy dục đi cho chóng, thì hai con mắt đức mẹ nên như hai suối nước chảy xuống. Đau đớn trong lòng như dao sắc thấu qua lòng vậy. Khi ngắm, xin đức mẹ cầu cho chúng con được vác thánh giá theo đức Chúa Giêsu. Ấy là chớ theo ý mình, một theo ý đức Chúa Giêsu liên. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen kính mừng maria đầy ơn phước đức chúa trời ở cùng bà bà có phước lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phước lạ thánh maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tự. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ vàng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ năm Đức Mẹ đứng kề tánh giá Đức Chúa Giêsu là con rất yêu dấu khi trút linh hồn. Khi Đức Mẹ thấy con treo trên cây tánh giá, phán ra bảy lời như trối của chọc để cho mẹ. Đoạn thì gục đầu xuống giả đức mẹ mà xin thì. Thì lòng đức mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm, xin đức mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy như châu báu, cha chối cho con. Và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. AMEN Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thị dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và ta nợ chúng con, như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ vàng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ 6 hai môn đệ hạ sát Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẩm kính. Khi ông Thánh Du-xe cùng ông Thánh Nicodemo tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu -xu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ. Khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác con, đến khi đã được thì ẩm vào lòng, đoạt áp mặt xuống trên đầu con. Chẳng quản những cái nhọt ở đầu con thâu vào mặt mẹ mà mặt mẹ thì trang chứa những máu con dính vào. Mặt con thì đầm đìa những nước mắt mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự lòng đức mẹ bấy giờ? Tương xót khóc lóc, tham thiết đau đớn, khốn cực thể nào? Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác con, thì lòng đức mẹ đau đớn, như dao sắc thâu qua lòng đức ruột ra vậy. Khi ngắm, xin đức mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thì dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và ta nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phần thứ bảy, môn đệ tán sát Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới. Khi tắm sát Đức Chúa Giêsu mà tán trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy vì khi xưa còn xem thấy xác con mà còn đau đớn khốn cực giường ấy xong lê giờ chẳng còn xem thấy xác con nữa thì biết đau đớn khốn cực là thế nào như giao sắc thâu qua lòng vậy khi ngắm xin đức mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội vì làm cho mất nghĩa cùng đức chúa giêsu cùng xin in những sự thương khó đức chúa giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha tị dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ vàng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Giêsu sư đã chịu nạn chịu chết vì chúng con thì đã hợp như lời ông thánh Simeon nói mà đức mẹ nhớ liên vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn đức mẹ cho liên và xin đức mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng đức chúa giêsu cùng đức mẹ nhất là khi mong xin thì cho được phép các phép bí tích và khỏi chết tươi cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác và trong được trong ơn đức mẹ cứ cứu giúp chúng con cho khỏi vậy chúng con chỉ lòng rất cậy rất thánh đức mẹ là quan thầy là chúa bầu là sao mai dẫn đàn cho chúng con còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc cho ngày sau được vào nước thiên đàng chầu trực đức chúa giêsu cùng rất thánh đức mẹ đời đời chẳng cùng amen